Trên lĩnh vực an ninh trật tự, thưa quý vị, thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp nhưng biến tướng. Hình thức phổ biến nhất là lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo trên các sàn giao dịch. Phương thức thủ đoạn không mới và cũng đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thế nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy kẻ gian. Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, lừa đảo tài chính là loại lừa đảo quy mô nhất trong các loại lừa đảo vì độ phức tạp cũng như độ hiểu biết luật của các đối tượng. Nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến lừa đảo, đầu tư tài chính trên không gian mạng, cũng như vụ việc liên quan đến lừa đảo tiền ảo, tiền mã hóa đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. Một số phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay có thể kể đến như kinh doanh đa cấp tiền ảo, tiền mã hóa biến tướng trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, lừa đảo thông qua hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối, quyền chọn nhị phân, vân vân. Nhưng người bị lừa vẫn không biết mình bị lừa như thế nào. Thời gian vừa qua thì tội phạm lừa đảo trên không gian mạng phải nói là diễn biến rất là phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tội phạm thì ngày càng thông minh, thủ đoạn thì tinh vi. Chúng triệt để sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, chúng ta hay gọi là AI, để lừa thông qua kêu gọi và đầu tư chứng khoán trên các sàn chứng khoán giả. Và thứ lừa thì thông qua cái đầu tư chọn giá lên xuống của vàng hay một ngoại tệ tiền ảo, cái này chúng ta hay gọi là các sàn forex hay gọi là bio. Hình thức ở đây là cũng là lợi dụng vào cái nhu cầu đầu tư của người dân, thì các đối tượng ấy dùng thủ đoạn là xây dựng các cái website ấy, tạo thành cái sàn giao dịch tài khoản chứng khoán ấy, kêu gọi cái đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng cái hoa hồng. Và khi người đầu tư đóng tiền vào cái hệ thống bằng tiền mặt hoặc chứng khoán để quy đổi thành cái tiền ảo ấy, thì trong từng hệ thống khi người tham gia đạt được cái số lượng nhất định thì các đối tượng sẽ cho đánh sập cái sàn giao dịch và chiếm đoạt cái tài sản và đã chặn cái số điện thoại của người bị hại. Thông qua nhiều vụ việc đã được phát hiện xử lý cho thấy một số dấu hiệu cụ thể để nhà đầu tư nhận biết được hình thức lừa đảo, như các đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên telesale gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn trao đổi qua Zalo, Telegram. Sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính cũng như mua bán tiền ảo, tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia. Người dân đó, cần nêu cao cái tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình. Khi nghi ngờ thì phải cần báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra xác minh, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bởi vì là tài sản của mình thì cái quan trọng nhất là người dân phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác để bảo vệ. Hiện nay có tình trạng nhiều nhóm đối tượng trong nước lập ra các sàn trang web đầu tư tài chính giả mạo sàn quốc tế, hoặc thậm chí tự cho ra đời các loại tiền ảo để lôi kéo nhà đầu tư, dẫn đến nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất cao. Vậy nên người dân, nhà đầu tư, v.v. cần nâng cao cảnh giác, tăng cường sự hiểu biết để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng.